cuộc đua cung cấp internet. Nhiều năm qua, thị trường cung cấp internet cố định tại Việt Nam đã chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa ba ông lớn: Viettel, VNPT, FPT trong cuộc đua về tốc độ, giá cước, băng thông để thu hút khách hàng và gia tăng thị phần. Về tốc độ đường truyền, yếu tố hàng đầu để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, cả ba nhà mạng đều đem đến cho người dùng những trải nghiệm tương đối mượt mà, ít giật, lag và bảo mật tuyệt đối. Trong đó, Viettel chiếm ưu thế hơn nhờ sở hữu hạ tầng kết nối rộng nhất cả nước với gần 350.000 km cáp quang và đi đầu về chất lượng kỹ thuật. Cả Viettel và VNPT đều hoàn thiện hệ thống truyền dẫn từ cáp quang biển đến cáp quang đất liền, giúp giảm thiểu ảnh hưởng của các sự cố đứt cáp quang dưới biển. Cuộc đua giữa ba nhà cung cấp càng sôi động hơn khi Viettel tiên phong nâng gấp đôi băng thông cho tất cả khách hàng sử dụng internet cố định từ ngày mùng 1 tháng 6 vừa qua. Theo đó với giá cước không đổi, người dùng được sử dụng giải gói cước có băng thông tối thiểu 30 Mbps Tối đa đến vài trăm Mbps, phục vụ đầy đủ nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, nhà mạng quân đội cho biết, việc nhân đôi băng thông hoàn toàn phù hợp với xu hướng gia tăng về tiêu thụ nhu cầu trực tuyến ở người dùng hiện tại, như xem video 4K, tải tài liệu dung lượng lớn lên đến đơn vị Terabit. Đây cũng là bước đi đầu tiên của Viettel trong chiến lược đưa Việt Nam vào top 10 nước dẫn đầu về chất lượng internet tại châu Á. Động thái của Viettel đã khiến các nhà cung cấp dịch vụ khác đồng loạt gia tăng băng thông để giữ chân khách hàng sau mỗi cuộc cạnh tranh của các nhà cung cấp Khách hàng không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ chất lượng dịch vụ gia tăng mà còn có thêm căn cứ để đánh giá và lựa chọn nhà mạng. Do chi phí đầu tư lớn, hồi vốn chậm, cuộc chiến trong thị trường cố định băng rộng là cuộc chơi dài hạn và khó đoán định. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Viettel đã ghi điểm với người dùng với bước đi tiên phong nâng cấp băng thông, đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất với mức giá hấp dẫn. Bên cạnh đó, từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2019, Viettel cũng ra mắt hệ thống gói cước mới có băng thông từ 25 đến 300 Mbps hướng đến đối tượng là khách hàng hòa mạng mới dịch vụ internet đơn lẻ hoặc combo internet truyền hình viettel tv